Hôm nay làm cái clip ngắm cảnh đêm cho mọi người xem ha Hôm nay mình sẽ lên cái núi Hoàng Nhân Xanh này nè Mình ngắm cảnh ban đêm ở Busan Mình nhìn xuống hết cái thành phố nó luôn Đây là con đường mình chạy lên trên núi ha Đây là mình lên tới cái đỉnh núi rồi đó, đó mọi người Ở trên đây nó có cái quán cà phê nữa Người ta xây nguyên một cái sân thượng cao ở trên núi gì đó Rồi cho mình leo lên tới đó rồi mình ngắm cảnh ban đêm gì nè đây mình quay chậm lại cho mọi người xem á. Nhìn rất là đẹp luôn, đã mắt luôn mà nó lãng mạn nữa. Những đôi cặp tình nhân hay là những người, người ta đi du lịch á thì người ta cũng không có bỏ qua cái điểm này ha. Ban đêm người ta sẽ lội lên đây và không mát á, người người ta nhìn cảnh đêm luôn nữa, rất là đẹp. Ở đây là cái quán cà phê ở trên đây nè, ai lên đây cũng trải nghiệm ngồi ở trên đỉnh núi và uống cà phê thì rất là tuyệt vời luôn và đây là hình ảnh của mình tiên 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 được một đêm lãng mạn bên thành phố busan rồi ha đã cái nơi đi ngắm cảnh này đó